Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu với anh em 6 con máy đo khoảng cách bằng tia laser của Bosch dòng GLM, GLM 30, 40, 500, 50C, 80 và 150C. Từ đơn giản tới phức tạp và từ rẻ tới mắc. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết tụi nó như thế nào nhé. Let's go! Đầu tiên xin giới thiệu với anh em con GLM 30 là một con cực kỳ đơn giản, chỉ có một nút bấm duy nhất, một chức năng đo khoảng cách. Con này Thành đã review chi tiết rồi và cái đường link nó ở bên trên này, anh em có thể click vào để xem rất là chi tiết về con này luôn ha. Mức giá con này thì rơi vào đó tầm khoảng 1,6 triệu mấy chục, khá là dễ chịu. Tiếp theo đó là con GLM 40 đây, có 5 nút bấm tất cả và nó cũng có một vài chức năng function, ví dụ như đo khoảng cách, đo khoảng cách gián tiếp, diện tích và đo thể tích. Đó, màn hình cũng là màn hình đen trắng, rất là gọn gàng, nhỏ gọn. Mức giá con này thì rơi vào 1,8 triệu mấy chục nha anh em. Tiếp theo đó là con GLM 500. GLM 500 Thành cũng review rồi, anh em có thể xem chi tiết ở đường link ở đây. Con GLM 500 thì chức năng của nó khá là nhiều và đặc biệt là nó có màn hình màu. Đó, rất là ngon lành, có đo góc, đo khoảng cách, đo thể tích, diện tích. Mức giá của con này thì rơi vào đâu đó tầm khoảng 2,3 triệu mấy chục ngàn ha. Tiếp theo đó là con GLM 50C, là một bản cải tiến của GLM 500, nâng cấp hơn tí xíu. Nó sẽ có Bluetooth, tức là nó có khả năng kết nối với điện thoại hay là máy tính bảng hay là máy tính của anh em để mà giúp cho anh em chuyển dữ liệu từ con máy này qua con máy kia để anh em có thể tính toán những cái phép tính phức tạp hơn hay là những cái công trình này kia các thứ ha. Anh em có thể sử dụng cái app Master Measuring của Bosch đó để anh em dùng, anh em tính toán diện tích nền hay là làm bản vẽ phác thảo này kia, rất là thú vị. Con này thì mức giá của nó rơi vào đó tầm khoảng 2,9 triệu mấy chục. Tiếp nữa đó là con GLM 80. Con này thì một điểm đặc biệt của nó là nó xài pin sạc. À, những con còn lại thì tất cả đều là xài pin rời, pin tiểu AA hoặc là 3A. Còn con này xài pin sạc Li-ion, một điểm cũng khá là tiện và sẽ đỡ tốn kém chi phí cho anh em. Máy này còn tích hợp luôn que chống để cho anh em có thể sử dụng rất là tiện. Con này đo tối đa 80 m và nó cũng có những cái chức năng đo khoảng cách, đo diện tích, đo thể tích, đo gián tiếp đó và đo góc cũng rất là mạnh. Con này thì mức giá của nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 3,7 triệu mấy chục. Và cuối cùng đó là một con rất là cao cấp, GLM 150C, đo tới 150 m. Con này thì rất là hiện đại ha anh em. Màn hình màu và còn có cả camera để anh em có thể xem cái điểm mà mình muốn đo. Bởi vì 150 m là một khoảng cách khá là xa và chúng ta sẽ đôi khi rất là khó nhìn thấy cái điểm mà chúng ta muốn đo. Cho nên chúng ta cần camera để biết là cái điểm laser nó đang nằm ở đâu. Đó, anh em có thể chỉnh camera ở đây. Con này cũng có Bluetooth, có thể truyền dữ liệu qua máy tính, điện thoại này kia các thứ cho anh em để anh em tính. Máy cũng được tích hợp que chống và có nút đó, bấm là nó sẽ thọt ra. Đó, rất là tiện luôn nha anh em. Đó. Con này nó như một chiếc điện thoại. Đó, anh em sẽ thấy giao diện của nó cực kỳ là trực quan và rất là dễ để mà anh em có thể nắm bắt. Đi kèm những cái tính năng hiện đại thì mức giá con này cũng khá là cao, rơi vào tầm đâu đó 6,6 triệu mấy chục. Vừa rồi Thành đã giới thiệu với anh em 6 con máy dòng GLM của Bosch, và nếu như anh em quan tâm tới con nào thì anh em có thể comment ở dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm ha. Trong số 6 con này thì Thành đã review 3 con rồi, con 30, con 500 và con 150C. Còn 3 con nữa thì trong tương lai gần Thành cũng sẽ review cho anh em coi luôn. Nếu như anh em quan tâm và muốn sờ tận tay những con máy này thì anh em có thể tới 106 Tái Thiết, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để xem ha. Để đặt mua máy thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, hoặc là anh em truy cập vào website kết nối tiêu dùng.vn để đặt online luôn. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì 100% là hàng chính hãng, cho nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like cũng như bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của Kết Nối Tiêu Dùng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.